Phương Oanh khoe một góc căn hộ sang chảnh sống cùng sắc bình. Chỉ một góc nhỏ, Phương Oanh đã khiến công chúng suýt xoa vì độ hiện đại toát lên mùi tiền. Sau khi kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp, cuộc sống của Phương Oanh và Sắc Bình nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Đặc biệt, nữ diễn viên phim Quỳnh Búp Bê còn khá thoải mái khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên các nền tảng mạng xã hội. Mới đây, Phương Oanh bất ngờ hé lộ một góc nhỏ trong cơ ngơi sống cùng Sắc Bình. Đây là khu vực nhà bếp được lấy ý tưởng thiết kế từ vũ trụ và đại dương. Góc nhỏ này gây ấn tượng với hai tông màu chủ đạo là xanh dương và đen trông khá mát mắt. Không những vậy, Phương Oanh và Sắc Bình còn mạnh tay đầu tư chi thêm những món đồ nội thất hiện đại, sang chảnh và đắt đỏ. Từ khi về chung sống một nhà với Sắc Bình, Phương Oanh khiến công chúng không khỏi bất ngờ với khả năng nấu ăn khéo léo. Sắc Bình còn bày tỏ rõ sự thích thú và dành những lời khen tặng có cánh dành cho vợ. Dù không liên tục khoe hình nấu nướng nhưng mỗi lần đăng tải, nữ diễn viên gốc Hà Nam đều khoe khéo tài nữ công gia tránh qua những thực đơn khác nhau và đa dạng món ăn. Trước đó, ngày 26 tháng 7, Phương Oanh và Sắc Bình đã chính thức tổ chức hôn lễ tại quê nhà Hà Nam. Sau đó, cặp đôi cũng đặt chân sang đất Mỹ để tận hưởng tuần trăng mật. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, bình luận và đăng ký kênh tin nóng mỗi ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất.